Thưa quý vị, nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng giấc ngủ có sự ảnh hưởng quan trọng đến sức khỏe của mỗi người ở mọi lứa tuổi khác nhau. Giấc ngủ cung cấp năng lượng cho trí não, nạp thêm năng lượng và củng cố hầu như mọi hệ thống trong cơ thể. Thế nhưng mỗi độ tuổi nên ngủ bao nhiêu tiếng một ngày nhằm đảm bảo cho giấc ngủ đạt đúng tiêu chí chất lượng nhất? Mời quý vị cùng tham khảo thông tin dưới đây cùng báo điện tử VTC News. Trong những năm đầu đời, trẻ sơ sinh tăng gấp 3 lần trọng lượng cơ thể. Nghỉ ngơi đầy đủ hỗ trợ cho quá trình này vì hormone tăng trưởng được giải phóng hàng loạt trong giấc ngủ sâu. Từ khi sinh ra đến 3 tháng, trẻ sơ sinh nên ngủ 14 đến 17 giờ mỗi ngày để phát triển cân bằng giữa thể chất và nhận thức. Tiến sĩ Yikai, giám đốc khoa phẫu thuật giấc ngủ tại Trung tâm Y tế Irving thuộc Đại học Columbia cho biết, có rất nhiều điểm kết nối thần kinh được hình thành ở giai đoạn này. Rất nhiều kiến thức trẻ thu nạp được, mọi thứ đều mới mẻ. Đó là động lực chính thúc đẩy nhu cầu ngủ ở độ tuổi đó. Từ 4 đến 12 tháng, trẻ sơ sinh bắt đầu ngủ ít hơn vì chúng dần thích nghi với nhịp sinh học thông thường. Nhu cầu ngủ tiếp tục giảm khi trẻ bước vào giai đoạn chập chững biết đi và tốc độ tăng trưởng chậm lại. Trẻ cần ngủ 11 đến 14 giờ, 1 đến 2 tuổi, 10 đến 13 giờ, từ 3 đến 5 tuổi. Theo National Sleep Foundation, đến 18 tháng tuổi, hầu hết trẻ mới biết đi ngủ trưa một lần một ngày, kéo dài từ 1 đến 3 giờ. Từ 3 tuổi trở đi, nhu cầu ngủ trưa khác nhau ở mỗi trẻ. Một số trẻ thậm chí không ngủ trưa. Joshua Thor, một nhà tâm lý học về giấc ngủ và sức khỏe tại New York cho biết, có một số trẻ nhỏ bỏ giấc ngủ trưa sớm hơn nhiều so với những trẻ khác vì ngủ trưa làm chúng thức vào ban đêm. Từ 6 đến 12 tuổi, nhu cầu ngủ trưa của thanh thiếu niên không còn nữa. Các em cũng ngủ khoảng 9 đến 12 tiếng mỗi đêm. Tuy nhiên, ở tuổi dậy thì, trẻ có nhu cầu rất khác biệt. Chuyên gia khuyến cáo thanh niên ngủ từ 8 đến 10 tiếng mỗi đêm. Những người không ngủ đủ giấc sẽ gặp tình trạng chậm nhịp sinh học, melatonin tiết ra muộn hơn và mức độ tỉnh táo cao hơn vào buổi tối. Điều này khiến họ đi ngủ và thức dậy muộn, đôi khi gặp trạng thái uể oải vào buổi sáng. Nhiều bạn trẻ ngủ trễ, đó là lý do họ khó dậy sớm đi học vào buổi sáng. Họ không ngủ đủ giấc để dậy đúng giờ đến trường. Sau đó họ cần ngủ bù vào ban ngày khi đi học về, tiến sĩ Kai giải thích. Nghiên cứu cho thấy những thanh niên thường xuyên ngủ trưa từ 30 đến 60 phút mỗi ngày có khả năng lý luận phi ngôn ngữ, khả năng tập trung và trí nhớ không gian tốt hơn. Do đó, giải pháp cho tình trạng thiếu ngủ vào ban đêm là ngủ trưa một giấc ngắn. Khi đạt đến độ tuổi trưởng thành, cơ thể người vào chế độ duy trì. Ở giai đoạn này, nhu cầu ngủ giảm, thời gian ngủ lý tưởng với người trưởng thành là từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm. Nếu ngủ nhiều hơn, tiến sĩ Thô cảnh báo bạn có thể bị rối loạn giấc ngủ, ngưng thở khi ngủ và nên đến các bác sĩ để khám. Nghiên cứu cho thấy việc đi ngủ trước 1 giờ sáng có thể làm giảm nguy cơ mắc các tình trạng về tâm thần và hành vi như trầm cảm, lo âu. Đối với những người muốn cải thiện chất lượng giấc ngủ, các chuyên gia khuyến nghị tập thể dục nhẹ nhàng buổi tối và áp dụng chế độ ăn nhiều trái cây, rau củ. Việc ngủ bù vào cuối tuần cũng có thể giảm nguy cơ đau tim. Trong khi đó, ngủ trưa giúp cải thiện khả năng sáng tạo. Sau 65 tuổi, việc sản xuất và giải phóng melatonin giảm đi, vì vậy thời lượng ngủ của người cao tuổi ngắn, giấc ngủ nông hơn. Khi cơ thể già đi, việc tiểu tiện ban đêm trở nên thường xuyên làm gián đoạn giấc ngủ. Tuổi cao cũng khiến nhịp sinh học đảo lộn, khiến nhiều người muốn đi ngủ và thức dậy sớm hơn bình thường. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng người cao tuổi vẫn nên ngủ đủ
từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp quý vị giải đáp thắc mắc mỗi độ tuổi ngủ bao nhiêu tiếng là đủ, cũng như hiểu rõ hơn về những lợi ích của việc ngủ đủ giấc. Từ đó có thể xây dựng những thói quen ngủ đủ giấc giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo và sảng khoái để học tập cũng như làm việc hiệu quả nhất. Chúc quý vị luôn thành công! Chuối thực sự rất tốt. Sử dụng thường xuyên để có được một giấc ngủ ngon, đặc biệt là với những người hay mất ngủ.